Ở một khu rừng nọ có ba bạn là thỏ, ngựa và sư tử. Ba bạn đó sống tình cảm vô cùng. Bạn thỏ thì ăn cỏ, còn bạn sư tử thì đang ăn bạn thỏ. Thế thì bạn ngựa đâu rồi? Bạn ngựa sẽ được lên TV ngày hôm nay nên là đang bận make up rồi. Chào mừng em đã quay trở lại với Rock GPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng xếp hạng kỵ binh 2024 mới nhất. Anh em kỵ binh đừng lo, đây sẽ là bảng xếp hạng nhằm phản ánh tình trạng kỵ binh hiện tại và có thể là trong tương lai bảng xếp hạng này sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà nó chắc chắn sẽ giúp anh em đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt nhất trong việc chọn những chỉ huy kỵ binh mang ra chiến trường. Không chờ chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Hôm nay thì mình sẽ hóa thân thành bao công xử án, đánh giá và phân định tội danh. Ý mình là phân định mức danh cho các vị chỉ huy kỵ binh. Tiêu chí mình sẽ dựa trên các yếu tố sau. Thứ nhất đó là hệ số sát thương cao và sát thương diện rộng. Thứ hai đó là khả năng tái tạo kỹ năng chủ động liên tục nhờ khả năng hồi nộ và yêu cầu thịnh nộ của kỹ năng chủ động thấp. Cái này thì một trong hai đã quá ok rồi, mà có cả hai nữa thì lại càng tuyệt vời. Yếu tố thứ ba đó là khả năng gây hiệu ứng có lợi cho đồng minh trên diện rộng hoặc là gây hiệu ứng bất lợi cho kẻ thù trên diện rộng. Hiệu ứng bất lợi sẽ được ưu tiên hơn anh em nhé. Vì gây hiệu ứng bất lợi cho kẻ thù thì đồng minh của chúng ta sẽ tận dụng tốt hơn. Cái thứ tư đó là bộ chỉ số tốt, đặc biệt là phải kể đến tốc độ hành quân, thứ cực kỳ quan trọng khi đánh trên open field. Bấy nhiêu đấy là khá đủ rồi, nhưng mà ngoài ra còn hai yếu tố cũng không kém phần quan trọng, đó là ghép cặp linh hoạt và tận dụng các yếu tố mạnh mẽ trong meta như là minh văn, trang sức, biểu trưng vân vân. Sau tất cả chỉ có một vị chỉ huy kỵ binh đáp ứng được tất cả các yêu cầu ở trên. Đây sẽ là một nàng thơ mà ai cũng phải mơ ước. Danh tính của vị chỉ huy này hồi sau sẽ rõ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích thôi. Chúng ta bắt đầu với 18 vị chỉ huy có mặt ở mối trinh phạt. Trong bảng xếp hạng này, danh S là những chiến thần hủy diệt, càn quét mọi thứ trên open field, xứng đáng đạt điểm hoa khôi, trăm người thích, vạn người mê. Danh A thì cũng gọi là toàn vẹn nhưng mà còn thiếu sót một vài khuyết điểm nhẹ. Nếu danh S là 10 điểm thì danh A cũng cỡ tầm độ 8-9 điểm. Phụ huynh châu Á mà biết con mình chơi game mà dùng tướng danh A chứ không phải danh S thì thôi xong. Tiền đây con ơi, cầm lấy và nạp lấy con tướng danh S mà chơi. Đấy là mẹ người ta sẽ nói thế, còn mẹ nhà mình thì SA quan trọng yếu gì. Tiếp đến là danh B, danh này thì xài tạm chờ ngày lên đời, chứ chơi mấy con này mãi thì cuộc đời bế tắc như mấy thanh niên vừa ôn in cửa trên cho MU vậy. Danh C thì thuộc dạng hải sản, cụ thể là cá đuối. Đuối thì thôi rồi, hẳn phải tuyệt vọng lắm thì các bạn mới có thể tìm đến những vị chỉ huy ở danh này. Cơ mà anh em mới lên mùa trinh phạt hoặc là đang ở sit thấp thì vẫn có thể dùng tạm được nha. Danh D còn lại thì chắc chắn là có mặt cho đủ đội hình, có tồn tại nhưng mà không đáng kể. Quá mờ nhạt khiến những người chơi đôi khi phải tự hỏi, ủa, con tướng này thật sự tồn tại ư? Sao bây giờ mình mới biết nhỉ? Những cái tên đầu tiên sẽ là ba chỉ huy đồn trú là Eleanor, Zanzika và Zawiga. Trong ba chỉ huy đồn trú vừa nêu trên, dùng chỉ huy đồn trú để đánh đồng thì chưa bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn cả. Một chỉ huy đồn trú khi mang ra đánh đồng thường sẽ mất đi 1,5 đến 2 kỹ năng không có hiệu quả trên open field. Thế thì có khác gì chấp tướng đâu. Đánh thì yếu thôi rồi, sát thương không có bao nhiêu mà hiệu ứng cũng không có. Ứng cử viên ở danh D tiếp theo đó là anh Khan béo yêu trẻ em. Ngoại hình thì lỏ, bộ kỹ năng thì bỏ. Các kỹ năng của Khan đều hoạt động độc lập và không có tính liên kết. Chưa kể là còn bóp nhau nữa, bị tấn công là bị làm chậm nó mới thốn chứ. Dù có thêm bảo tàng bắp thêm chỉ số phòng thủ và hệ số sát thương thì cũng chả khá hơn là bao. Thật sự mà nói thì giờ ra đồng gặp Khan béo bên địch là mình húp vội. Không húp nhanh là anh em đồng minh húp mất ngay. Vậy nên danh D sẽ là điểm hoàn hảo cho vị chỉ huy dính lời nguyền này. Tiếp theo là Tào Tháo. Ông ta là một vị chỉ huy chìa vàng với một bộ kỹ năng rất lực, lực bất tòng tâm. Có bảo tàng nhưng vẫn không thể cứu được bộ kỹ năng lỗi thời và yếu đuối của hắn ta. Sát thương đơn thấp, chuyên môn thì bóp, đánh thì cũng ngon nhưng mà chắc chỉ đánh man dợ hoặc là móc mỏ. Danh D thì là phù hợp rồi anh em ạ. Tiếp theo là Takeda. Đây là một vị chỉ huy có bộ kỹ năng thuần hỗ trợ và gần như chỉ ghép cặp được với Attila để khuếch đại sát thương đòn đánh thường. Chưa kể đây chẳng khác gì một bao cát cơ động để open field vì sát thương gần như không có. Chỉ được cái tanh trâu mà tanh này thì vô hại, chẳng gây được debuff hay là buff diện rộng nào cho đồng minh cả. Một vị chỉ huy KvK4 nữa hiếm hoi lọt vào danh sách này đó là Charagupta. Số lần mà con tướng này xuất hiện trên đồng chắc phải đếm được trên đầu ngón tay anh em ạ. Bộ kỹ năng của vị chỉ huy này rất khó để có thể sử dụng trên open field bởi cơ chế tích stack giống như Sargon. Nhưng mà Sargon ít ra còn có chuyên môn giúp tích stack nhanh hơn và còn stack diện rộng nếu mà ghép cặp tốt. Đằng này Charagupta chẳng có gì ngoài cây chùy trên vai, không còn gì khác ngoài cây chùy thật. Nhìn là đã thấy nặng đội hình rồi, tạ quá tạ. Tiếp theo lên tới danh C, chúng ta có ông trùm hung nô Attila. Attila có bộ kỹ năng thuần sát thương đòn đánh thường khá là chen đi khi kết hợp với sát thương trừng phạt. Nhưng khả năng kết hợp của ông ta cũng không quá linh động. Bộ kỹ năng thì có sát thương theo thời gian, lên nộ chậm, đánh chay từng đòn thì lâu. Trong khi mấy đạo khác tung nộ, tung trưởng cả chục phát rồi thì Attila vẫn đang cố dặn ra phát đầu. Trông có chán không chứ. Attila đợi kỵ trừng phạt thì may ra mới lên top được tí, chứ tầm này thì ở danh C thôi anh em nhé. Cái tên tiếp theo đó là B Trần, khá khẩm hơn đôi chút nhưng vẫn là sát thương theo thời gian,
Sát thương đơn mục tiêu và hệ số cũng không quá cao nếu không muốn nói là thấp. Con tướng này chính là một Richard phiên bản cưỡi ngựa, hồi máu, trâu bò cực kỳ. Kể mà nếu kẹp Jisunggi bắn lén thì cũng chả ai để ý, bởi tâm lý người chơi sẽ ngại sổ qua mấy con tướng trâu bò như này. Lên tới danh B thì lúc này chúng ta có Manimoto. Bảo tàng Mani level 2 cộng tới 60% chỉ số dành cho kỵ binh, một con số khổng lồ. Nhờ đó mà ông ta bây giờ trở nên cứng cáp hơn và chém đau hơn rất nhiều. Một kép phụ hoàn hảo cho những hạng vũ Doan P đi chính. Đây là còn chưa kể sắp tới còn có bảo tàng level 3 nữa, cỡ 45% chỉ số mỗi loại, hai cái là 90% chỉ số thì chắc mấy con tướng gen sau cũng phải rén chứ chẳng đùa. Tiếp theo đó là Saladin. Đây là một chỉ huy thuộc dạng lão làng của kỵ binh. Với tuổi đời khá cao, thứ tồn động ở chỉ huy này đó là danh hiệu của một chỉ huy hỗ trợ với nhánh tài năng hỗ trợ. Ra kỹ năng nhanh, làm chậm mục tiêu và bộ chỉ số cũng tương đối tốt để giúp bảo vệ các chỉ huy phụ. Với bảo tàng thì Saladin trở nên cơ động hơn với tốc độ di chuyển cộng thêm, nhờ đó áp sát và làm chậm mục tiêu dễ dàng hơn. Ngoài ra thì còn tăng tấn công giúp chỉ huy này gây thêm sát thương nữa. Điểm trừ của Saladin đó là sát thương quá thấp, thiếu hụt lượng bắp sát thương nên là mình nghĩ là Saladin cũng dần dần không còn sử dụng nhiều ở KvK sinh phạt nữa. Danh B thì là hợp lý rồi. Cuối cùng đó là Justinian. Theo cảm nhận của mình về chỉ huy này trên Open Field thì không mấy xuất sắc. Tuy hệ số sát thương đơn lớn lên tới 2.000 năm nhưng lại không có quá nhiều bắp sát thương, và đặc biệt là đánh đồng thì không thể kích hoạt được khả năng đi bắp từ kỹ năng chủ động. Bộ chỉ số thì cũng cao nhưng mà đôi khi còn thua thiệt cả Minamoto vì Minamoto được bắp bảo tàng. Danh B cộng là slot thương tình của mình dành cho vị chỉ huy này. Giờ chúng ta đến với danh A, những chỉ huy tốt nhưng chưa phải là tốt nhất. Chúng ta có 3 huynh đệ lần lượt là William, Hạng Vũ và Belipe. Tới đây thì mình xin nhắc lại một lần nữa là bảng xếp hạng này là các tướng kỵ binh riêng ở mảng đánh đồng, tức là Open Field nhá. Không anh em lại bảo mấy tướng kỵ mới như Eleanor lại ở danh thấp thì chết dở. Về William thì đây là một vị chỉ huy xuất sắc trong việc bắp nội cho đồng minh, có sát thương diện rộng mặc dù không cao, có đi bắp xóa bắp sát thương của mục tiêu, có chỉ số tấn công khuếch đại sát thương cho chỉ huy chính. Chưa hết, William còn có một kỹ năng gây thêm sát thương khi sầu qua mục tiêu. Ở Justinian thì cũng có một kỹ năng tương tự như vậy, nên là việc kỵ binh sầu qua và dứt điểm nhanh một mục tiêu lại càng hiệu quả hơn. Hạng Vũ thì từ lúc mới ra mắt đã tạo ra một cơn địa chấn và nâng tầm sát thương kỹ năng, bởi hắn ta có nhánh tài năng kỹ năng giúp ra nộ nhanh, ra sát thương đau. Ngoài ra thì yêu cầu thịnh nộ cũng chỉ là 850, lại còn có hệ số sát thương khá ổn và đi bắp giảm phòng thủ của 3 mục tiêu. Chưa hết, Hạng Vũ còn bắp stack từng tầng, khi ra kỹ năng càng nhiều thì sát thương càng cao. Điểm yếu của chỉ huy này có lẽ là không có chỉ số máu hay phòng thủ, cũng như là càng tích được nhiều stack thì xác định là đồng quy vô tận với kẻ thù chứ không thể nào tháo chạy được. Về phần Belly, tuy đây là một quả bom xịt và khiến anh em kỵ binh phải vào hang tu luyện, nhưng nhìn chung thì báo thủ Belly vẫn là một chỉ huy gen mới với bộ kỹ năng dồn sát thương đơn mục tiêu lớn, chỉ số ổn áp, có bắp sát thương và đặc biệt là có chuyên môn rút sò quan mục tiêu nhanh hơn, mặc dù cũng không nhanh hơn hẳn là bao nhiêu nhưng mà có còn hơn không. Và dĩ nhiên thì Belly không có nhánh tài năng hỗ trợ hay là nhánh tài năng kỹ năng nên là chỉ phù hợp cho vị trí đi phụ thôi anh em nhé. Trước khi đến với đỉnh cao tối thượng của bảng xếp hạng, anh em xem đến đây đã like và đăng ký kênh chưa nhỉ? Nếu chưa thì anh em kéo xuống và làm ngay nhá. Cái này tuy miễn phí với anh em thôi nhưng mà là động lực vô cùng lớn với chúng mình đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Danh S chúng ta sẽ có 3 chỉ huy tối thượng. Cả 3 chỉ huy này đều có nhánh tài năng kỹ năng hoặc là nhánh tài năng hỗ trợ. Từ đó thì ra kỹ năng rất mạnh, rất nhanh, lấy lợi thế trước nhờ xả sát thương trước, gieo rắc các hiệu có lợi hoặc là hiệu ứng bất lợi, tạo nên một lợi thế vô cùng lớn mà các chỉ huy khác, đặc biệt là bộ binh không có. Đầu tiên chúng ta phải kể đến là Nesky. Đây là một chỉ huy quốc dân với số lượng fan đông đảo, bộ kỹ năng toàn vẹn mọi chỉ số, bắp sát thương kỹ năng, sát thương đòn đánh thường, lại còn giảm sát thương nhận vào các thứ. Để mà đem lên bảng cân so sánh thì phải hai chỉ huy huyền thoại cộng lại thì may ra mới bằng được Nesky. Điểm trừ là Nesky chỉ có sát thương đơn mục tiêu, và ở thời điểm hiện tại thì lượng sát thương này cũng không còn quá cao nữa. Debuff cũng chỉ thuộc dạng là cho có, chứ mình không đánh giá cao cái debuff giảm phòng thủ của Nesky cho lắm. Đã yếu lại còn debuff đơn mục tiêu nữa chứ. Tiếp theo đó là Hoắc Khứ Bệnh. Vị chỉ huy này thì là một bản nâng cấp của Nesky với sát thương đơn mục tiêu lớn hơn, bắp sát thương mạnh hơn ở đầu trận chiến, từ đó dồn sát thương nhanh hơn và tiêu diệt kẻ thù nhanh gọn luôn. Chưa kể gió thu lăng sơn của vị chỉ huy này còn xóa bỏ mọi trạng thái bất lợi và hồi máu. Nếu mà tiêu diệt địch liên tục thì Hoắc Khứ Bệnh gần như là bất tử và luôn giữ lượng sát thương ổn định, trong khi mấy đạo kia có khi phải đi về thở oxy rồi. Nói chung là về khoản sốc sát thương và độ chây lì ở trên chiến trường thì Hoắc Khứ Bệnh là số 2, chắc chắn là không ai dám đứng thứ 1. Và nếu anh em thấy Hoắc Khứ Bệnh ở trên chiến trường thì nên ưu tiên tiêu diệt trước nha. Và cái tên cuối cùng đó là Doan P. Doan P chính là vị chỉ huy duy nhất đáp ứng được tất cả các tiêu chí mà mình đề ra. Phận nữ nhi 12 bến nước gánh chẹo xương sườn mấy chàng trai yếu đuối kia. Doan P hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một vị chỉ huy Open Field 5 sao, có sát thương diện rộng, có bắp hồi nộ diện rộng, bộ chỉ số cũng cực kỳ ổn định và đặc biệt nhất là khả năng tái tạo chiêu thức spam liên tục.
mà mỗi lần tung chiêu như vậy lại kích hoạt được bắp nộ và bắp sát thương diện rộng cho đồng minh nữa. Để Junpei sống càng lâu thì Junpei và đồng bọn lại càng sướng. Chưa hết, độ đa dụng của Junpei thì không phải bàn, ghép cặp với hầu hết các vị chỉ huy kỵ binh. Kỵ binh thiếu sát thương Junpei nổ đêm tanh tách. Kỵ binh nhưng máu giấy ghép Junpei vào là trâu ngay. Junpei có 10% chỉ số máu cơ mà. Chưa kể mà nếu mà để Junpei đi chính còn có nhánh tài năng hỗ trợ nữa. Kỵ binh nhưng mà chạy chậm thì ghép Junpei vào cũng chạy bao nhanh luôn. Tóm lại, Junpei chính là vì sao ưu tú nhất trong mọi ngôi sao. Vẻ đẹp đảo điên trời đất lại còn phất cờ spam chiêu thức, thuộc những top chỉ huy mạnh nhất trò chơi rồi. Và đó là tất tần tật về bảng xếp hạng của những chỉ huy kỵ binh hiện tại trong năm 2024. Bạn có đồng ý với những ý kiến trên hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nha. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm nút chuông để cổ vũ chúng mình ra nhiều content hay ho hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.